Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn tới thăm một vườn cây sưa đỏ giống. Chào ông ạ. Ông đang tưới cây gì đây? Cây sưa. Tôi đang tưới cái đống cây sưa cho các cháu đây. À thế à. Thế các cháu gieo được ít sưa đẹp quá nhỉ? Vâng. Đây, tính cây sưa đây. Đi làm hết rồi bận, tôi bận tưới cho các cháu cái. Ờ thế ông năm nay tám mấy tuổi rồi? Tôi 85 rồi. À 85 tuổi thế ông vẫn khỏe, vẫn phải chăm cây chăm cối cho các con các cháu nhỉ? Vâng. Vâng, đấy. Giờ nó đi bơi vắng phải làm thôi. Vâng. Phải hộ các cháu thôi. Vâng. Thế đấy, tất cả các ông các cụ nhà mình là cứ vì con vì cháu là như thế đấy. Vâng. Chúng nó đi làm công ty phải không? Đấy. Vâng. Thế là ông này cứ phải ở nhà cây cối, vườn tược đúng không? Phải trông nom cho các cháu làm nào. Vâng. Vâng. Vườn tược. Thế cây xưa này là các anh ấy, cháu nhà ông là nó gieo là nó bán à? Gieo vừa trồng về rồi thì nó bán. À đấy, à. Làm nó làm kinh tế đấy. Vâng. Những cây này nó bán nhiều tiền không, ông có biết không? Nhiều tiền đấy. À thế à? Ừ. Vâng. Hình như có hôm cháu cũng hỏi thấy các anh ấy giao bán là 10.000 mười mấy nghìn một cây đấy. À, mười mấy 20.000 cây to phải 20.000. Vâng, đây cây to, cây này nó phải đến 60 phân rồi này, cao. À, cây này là dòng xuống là lên ngay. Vâng, đấy, những cây rất đẹp. Những cây đấy. Đẹp lắm. Vâng. Vườn cây cháu nó ươm đẹp lắm. Vâng. Đây các bạn xem những cây xưa. Cận cảnh của những cây xưa đỏ đây. Đấy, những cây xưa bây giờ là rất tốt rồi. Những cây này là cao 450, thậm chí 60 rồi. Như cây này còn 60 rồi. Đấy. Rất tốt. Những cây xưa đã được ông chăm bón rất là cẩn thận. Và bên ủng bên này nữa. Hai ủng nhé. Hai ủng cây giống. Đây cái chỗ này thì cây nó hơi bị còi. Còn đây thì cây rất là tốt. Bên chỗ luống này thì cây này rất là tốt, rất cao. Cây này là 60 phân rồi. Một gang. Hai gang. Ba gang. Hơn 60 rồi. Đấy. Có 70 phân rồi. Hơn vào 70 phân rồi. Cây, những cây cao này 6-70 phân. Nhìn xem. Nói chung là những cây xưa này đến nửa trồng và có thể là trồng ở cái tầm 6-70 phân cũng là cây rất là đẹp rồi. Trồng từ 25 phân cũng còn trồng được. Đấy. Đây là các bạn thấy những cây xưa đỏ giống chuẩn rất là đẹp. Hiện nay vẫn đang bán trên thị trường là 10.000 một cây. 10.000 một cây. Ai có nhu cầu, bà con các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại trên màn hình để được những cây sưa đỏ giống đẹp nhất. Bà ơi. Thế bà đang làm gì đây? Đi xem vườn hả? Vườn của con của cháu đây phải không? Đây là những cây trồng cả những cây hoa hồng này, cả rau ngót này. Rau ngót này. Mà bên này còn một ủng cây sưa nữa này. Ông tưới cả vườn cây sưa bên này đi. Đấy. Đấy. Thế là hai ông bà bây giờ còn vẫn ở với một anh con trai à? Vâng. Thế là anh con trai anh ấy gieo anh ấy làm đây, nhưng mà anh cứ bận, thế là ông bà là cứ phải chăm bón cho nó. Đúng rồi. Vâng. Ở nhà thì chỉ có việc thế này mà. Vâng. Chăm bón cho các em các cháu mà. Vâng. Tưới tắm cho nó thì là lực nóng lực về. Vâng. Tưới. À thế ông là 85 nhỉ? Vâng. Thế bà 8 mấy? Bà
82 rồi. 82 rồi. À, ông bà vẫn khỏe mà nhìn xem phúc hậu lắm. Con cháu đầy đàn nhiều. Phúc hậu lắm. Vâng. Con cháu chắc nhiều lắm. Nhiều lắm. Mấy 20 đứa cháu chắc rồi. Ôi giời ơi, thế quý hóa thế. Vâng. Vâng. 2 cây mít bé mà có quả ghê. Vâng. Đâu cây mít đây à? Đâu cây đây. Mít này 2 quả. À đây. À, cây này còn nhiều quả lắm gì. Vâng. Cây cao này. Cây cao này vẫn còn nhiều quả lắm đây này. Vâng. Đấy. Vâng. A hồ ăn. Cao. Đấy. Kho nó có xào ở đây. Vâng. Lại còn cả những đàn ong nữa chứ. Lại còn cả bãi ong này. Bãi ong nhiều thế. Vâng. Đấy nhà ông có anh con trai làm vườn bãi đẹp thế, cả ong này, cả mít này, này cả cây xưa này. Kinh tế gia đình là cái gì cũng có. À vâng, đấy. Thật là đáng quý. Đấy, gia đình ông bà này, con cái này, đoàn tụ mà ấm cúng lại có một cái vườn cây này, cả bãi ong này thì lý tưởng quá rồi. Vâng. Vâng. Các cháu nó chịu khó luôn, phải làm mấy thứ một tí. Vâng. Thế xưa đây là bây giờ là đã có khách hỏi mua chưa? Có rồi đấy. À, rồi. Nhưng mà chưa bán đâu. Chưa bán được. Cho nó lớn rồi mà. Đúng rồi. Tháng này nó nóng quá không ạ? Đúng rồi. Để nay mai nó mát. Nó mát mát là người ta mới trồng nhiều. Vâng. Ừ. Thế là những cây to này bây giờ là bán từ 15-20 nghìn trở lên đây. Vâng. Đây này, ông ơi, còn có thấy cho thấy còn có cả cây phong lan nữa này. Ông tưới cả cây phong lan này đi. Đúng rồi, phải tưới cho cả phong lan này. Đây, cả mấy giỏ phong lan đẹp ghê này. Vâng. Phong lan, là, phong lan thì nhà cháu nó nhân nhiều lắm. Phong lan rừng đấy. Vâng. Đây là phong lan rừng đấy. Đấy. Các cây cối các cháu đã làm là phải vâng. Tối đến phải tưới hết. Tưới. Thế mỗi một ngày là ông tưới một lần hay hai lần? Nếu mà nắng nhiều thì phải tưới hai lần, mà không nắng nhiều thì tưới một lần thôi. Vâng, thì sáng chủ yếu là tưới chiều tối, nhưng sáng tưới được thì tưới, đúng mà rồi. Chẳng tưới được thì thôi. Chủ yếu là chiều tối. Chiều tối là đêm nó mát, vâng. Nó phát triển. Đấy, rất là đẹp. Đây là những giò lan rừng, lan gọi là lan phi điệp. Vâng. Nhưng mà cháu thấy cái cây xưa hiện nay là vẫn là đang có giá trị trên thị trường đấy. Đúng rồi. Rất nhiều người tìm mua và rất nhiều người trồng đấy. Cái này là nó có hộp để mang gieo à? Vâng. Đấy, cây này là cây xưa này là gieo hạt đấy. Ừ. Vâng. Đấy. Những cây xưa đỏ đây. Đây gọi là xưa đỏ. Ừ. Xưa đỏ là cái ngọn nó đã hơi hồng phớt rồi này. Cái này gần mà xin biết là dòng phớt. Đấy, gọi là xưa đỏ. Vâng. Vâng. Đây là cái sàn vất nó kỳ ghê này. Vâng. Ông ơi, thế con cũng chúc ông mạnh khỏe nhá. Vâng. Thì sẽ trường thọ. Để cho con cho cháu nó làm cái chỗ dựa, cũng là một cây đa cây đề của gia đình, của họ Mạc, rồi là của làng xóm nhá. Vâng, thế chúc ông mạnh khỏe. Vâng. Các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Xin chào các bạn.